Trong meta hiện tại thì XG đang là một trong những lựa chọn pháp sư vô cùng mạnh mẽ, khả năng cấu rỉa tầm xa, sát thương phải nói là khủng khiếp. Trong các giải đấu chuyên nghiệp, XG luôn là sự lựa chọn được ưu tiên số 1. Có thể nhiều người sẽ biết tới con bài XG trong tay Anahimu gây tới 400.000 sát thương, một con số không thể tưởng tượng nổi. Tuy mạnh là thế, nhưng cũng có nhiều cách để có thể hạn chế được sức mạnh của XG. Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, muốn hạn chế được sức mạnh của XG thì ta cần chọn những vị tướng cũng có khả năng gây sát thương tầm xa, lấy độc trị độc là cách tuyệt vời nhất. Hoặc đơn giản hơn có thể lựa chọn các tướng có khả năng cơ động và dùng sát thương mạnh mẽ. Tuy nhiên, để mà nói thì thực sự không có tướng pháp sư nào có thể khắc chế hoàn toàn được XG. Các bạn cứ nhìn vào các giải đấu chuyên nghiệp là biết, Kim Sensei hay là Fizz gặp XG thì gần như là bất tử, rất khó để có thể tiếp cận được. Mình sẽ đưa ra một vài vị tướng có thể đối đầu ổn và tạo được sức ép với XG, đó là Rat, Zata, The Flash, Kahi và Bonnie. Nào hãy cùng mình phân tích một chút nhé. Với Rat, Zata và The Flash thì đều là những vị tướng sát thủ có khả năng dồn sát thương vô cùng ghê gớm, vậy nên có thể hạ gục XG nhanh chóng. Tuy nhiên cần phải giữ được lượng máu tốt, tránh việc bị cấu rỉa quá nhiều, chứ không thì bạn cũng sẽ được về nhà rất nhanh và bằng đường hàng không. Với Kahi thì chính xác là lấy độc trị độc. XG có thể cấu rỉa siêu xa với hỏa bạo thì Kahi cũng có thể làm điều tương tự với binh đoàn linh hồn. XG dọn lính nhanh với hỏa vũ, tăng tốc độ di chuyển với hỏa tốc. Kahi cũng chẳng chịu kém cạnh với tụ linh trận và linh hồn hộ mệnh. Thế nên Kahi là một đối trọng vô cùng tốt với XG. Kèo này thì phải xem ai có cái đầu lạnh để di chuyển tinh quái hơn thôi. Cuối cùng đó là Bonnie. Tầm chiêu không quá xa, khả năng cấu rỉa cũng không phải quá mạnh. Tuy nhiên, Bonnie lại vô cùng khó chịu với bộ chiêu thức của mình. Với việc XG không hề có khả năng bay lướt, chỉ có duy nhất một chút tăng tốc độ tới từ chiêu 2. Vậy thì Bonnie hoàn toàn có thể khiến XG chôn chân một chỗ để có thể thoải mái liên hoan rồi. Đây là những vị tướng mà theo mình có thể đối đầu với XG rất tốt. Mọi người có thể tham khảo nhé. Về phần trang bị khắc chế thì cũng khá là cơ bản với các tướng pháp sư thôi. Giày kiên cường và cầu băng xương là hai món có thể cân nhắc để hướng tới. Giày kiên cường sẽ giúp có thêm một chút kháng phép để có thể giảm sát thương. Còn cầu băng xương sẽ giúp bạn né tránh được những tình huống hỏa bạo ở tầm xa. Với các tướng chống chịu thì giáp Gaia và huân chương Choi sẽ là món trang bị bắt buộc phải có. Với XG thì mình đánh giá giáp Gaia tốt hơn bởi XG sẽ theo thiên hướng cấu rỉa, thế nên khả năng hồi phục sẽ rất là hiệu quả. Nếu như tem bạn sở hữu được một vị trí đi rừng sát thủ thì hoàn toàn có thể kêu gọi ganh từ sớm, bởi XG khá là kém cơ động nên nếu hạ cục được thì tốt, còn không thì lấy được phép bổ trợ cũng sẽ là tuyệt vời rồi. XG sẽ dọn lính rất nhanh để có thể di chuyển hỗ trợ các vị trí khác, nên nếu thấy hắn mất dấu trên bản đồ hãy lùi về một chút, còn không có thể chơi chiến thuật du kích núp bụi đợi XG đi ganh về và có thể tiện hắn đi về bằng đường hàng không. Chiêu 3 hỏa bạo của XG có tầm thi triển rất xa, lại đi kèm với sát thương vô cùng lớn, thế nên nếu như yếu máu hãy tìm một chỗ thật kín đáo để biến về, chứ biến về mà hớ hênh có khi màn hình lại đen thui đó nghen. Thêm nữa, nếu dính chiêu 2 hỏa tốc hãy lùi về càng xa càng tốt, hạn chế giao tranh khi đang bị khắc ấn, bởi khi dính chiêu 2 hỏa tốc bạn chẳng khác gì một nơi cung cấp năng lượng cho XG. Đừng có hỏi tại sao hắn có thể dùng chiêu 1 liên tục lên người của bạn. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của mình để có thể hạn chế được sức mạnh của XG. Nếu bạn thấy có điều gì thiếu sót hãy để lại bình luận xuống bên dưới, và mình là Nắng Chói Trang, một nhà sáng tạo nội dung về Liên Quân Mobile.